Chào các em học sinh lớp 9 trường Châu Giang An quận 11. Tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại hệ thống lại các kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. Mời các em lấy tập lấy sách ra, các em tập trung chú ý lắng nghe phần nội dung ôn tập của cô, các em ghi chép đầy đủ để chúng ta đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới, các em nhé về nội dung bài kiểm tra của các em à, bao gồm có hai nội dung chính nội dung thứ nhất đó là phần lý thuyết à, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận à, và nội dung thứ hai à, đó là phần kỹ năng bao gồm hai nội dung chính đó là đọc tập bản đồ vẽ biểu đồ và nêu nhận xét à, với phần à, lý thuyết cô sẽ xoáy mạnh vào, vào vùng kinh tế thứ bảy đó là vùng đồng bằng sông cửu long qua hai bài đó là bài 35 và bài 36 tiếp theo là phần kỹ năng phần kỹ năng là đọc tập bản đồ vẽ biểu đồ và nêu nhận xét cô sẽ đặt trọng tâm vào vùng kinh tế thứ sáu đó là vùng đông nam bộ qua các bài 31 32 và bài 33 phần lý thuyết với phần lý thuyết À, như khi nãy cô nói là cô sẽ tập trung vào vùng kinh tế à, thứ bảy là vùng đồng bằng sông cửu long với năm đặc điểm chính sau đây đặc điểm thứ nhất là vị trí địa lý các em phải trình bày được phần diện tích à, của vùng tên của các tỉnh trong vùng cũng như là phần giới hạn với cái phần vị trí địa lý đó nó sẽ đem đến à, những cái thuận lợi và khó khăn gì à, đối với việc phát triển kinh tế của vùng đặc điểm thứ hai đó là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông cửu long ở đặc điểm thứ hai này các em cần phải trình bày được phần địa hình khí hậu sông ngòi đất đai khoáng sản tài nguyên rừng và biển với những cái đặc điểm về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đó đã đem đến những cái thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế của vùng à, tiếp theo À, đến đặc điểm thứ ba đó là đặc điểm dân cư xã hội của vùng đồng bằng sông cửu long à, ở đặc điểm thứ ba này các em cần phải à, nắm được à, cái à, Đặc điểm về dân cư của vùng, đây là vùng khá đông dân và dân cư trong vùng phân bố như thế nào và tập trung chủ yếu ở những cái khu vực nào và trình độ người dân nơi đây so với các cái vùng kinh tế khác ra sao? Ở nơi đây có những cái dân tộc nào sinh sống là chủ yếu và với cái đặc điểm dân cư đó đã mang đến những cái thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế của vùng? À, tiếp theo là đặc điểm thứ tư à, đó là đặc điểm về tình hình phát triển kinh tế của vùng các em cần phải nắm được à, cái đặc điểm chính à, về các ngành nông nghiệp công nghiệp cũng như là dịch vụ của vùng này và đặc điểm thứ năm là vùng có những cái trung tâm kinh tế nào trong đó trung tâm kinh tế nào là lớn nhất à, cụ thể là phần trắc nghiệm à, cô sẽ à, Đối với cái bài kiểm tra thì chúng ta chỉ thực hiện à, có 16 câu trắc nghiệm à, ở mỗi đề thôi. Tuy nhiên trong cái nội dung ôn tập thì cô sẽ cho ra à, 41 câu trắc nghiệm tất cả. Trong đó từ câu 1 cho đến câu 7 cô xoáy mạnh vào à, đặc điểm thứ nhất đó là đặc điểm về vị trí địa lý à, của vùng đồng bằng sông Cửu Long như khi nãy cô vừa nhắc đến từ câu hỏi thứ uh, 8 cho đến câu hỏi thứ 21 uh, các câu hỏi này uh, đều tập trung xoáy mạnh vào uh, đặc điểm điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng cô nhắc lại trong đó bao gồm các các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long từ câu số 22 cho đến câu số 25 là cô tập trung chủ yếu vào đặc điểm dân cư của vùng đồng bằng sông Cửu Long là chính và bắt đầu từ câu 26 cho đến câu 4 câu 39 cô tập trung xoáy mạnh vào các các hoạt động kinh tế đó là hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như là trong nông nghiệp thì cây trồng nào là chủ yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cây trồng này được trồng nhiều ở những tỉnh nào trong vùng và cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng này là sản phẩm nào cũng như là vùng có nuôi những cái vật nuôi nào là chủ yếu con vật nuôi nào là phổ biến trong vùng vân vân và từ câu hỏi 40 đến câu hỏi 41 là cô tập trung vào à, cái đặc điểm thứ năm đó là các trung tâm kinh tế của vùng. À, vùng đồng bằng sông cửu long có những cái trung tâm kinh tế nào à, là lớn và trong các cái trung tâm kinh tế đó, trung tâm kinh tế nào được xem là lớn nhất? Trong trung tâm đó có những cái ngành công nghiệp nào là chủ yếu? À, như vậy cái phần lý thuyết à, không chỉ gồm có trắc nghiệm mà còn có phần tự luận nữa cô có ba câu hỏi tự luận như sau. Câu hỏi thứ nhất, tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với việc nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở vùng đồng bằng này? Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn đất mặn ở vùng đồng bằng sông cửu long và câu hỏi thứ ba, tại sao nghề rừng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đồng bằng sông cửu long? À, như vậy là cô vừa ôn xong à, phần nội dung thứ nhất, đó là phần lý thuyết. À, vùng đồng bằng sông cửu long cho các em à, tiếp theo đây là nội dung thứ hai à, đó là phần kỹ năng kỹ năng thứ nhất đó là đọc tập bản đồ à, các em sẽ dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 9 hãy kể tên các tỉnh thành vùng đông nam bộ câu hỏi thứ nhất cô nhắc lại đó là kể tên các tỉnh thành vùng đông nam bộ câu hỏi thứ hai hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp à, bao gồm cây trồng và vật nuôi phổ biến của vùng Đông Nam Bộ và câu hỏi thứ ba hãy kể tên các trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ cho biết trung tâm công nghiệp nào là lớn nhất trong vùng nêu các ngành công nghiệp trong trung tâm này à, như vậy cô nhắc lại ở phần kỹ năng cô sẽ tập trung vào vùng kinh tế thứ sáu đó là vùng Đông Nam Bộ à, bao gồm phần nội dung đọc tập bản đồ cũng như là phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét với phần vẽ biểu đồ ở cái bài kiểm tra giữa học kỳ này cô sẽ tập trung vào một cái dạng biểu đồ đó là dạng biểu đồ cột À, cụ thể là dựa vào bảng số liệu sau đây đây là bảng sản lượng thủy sản vùng đồng bằng sông cửu long với đơn vị là nghìn tấn à, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông cửu long và cả nước sau đó nêu nhận xét với bài tập này à, đây là một cái bài tập vẽ biểu đồ cột nhưng là biểu đồ cột ghép à, ghép hai cột trong đó cột đồng bằng sông cửu long và một cột cả nước lại mỗi một năm sẽ có hai cột à, và cô nhắc lại một cột là đồng bằng sông cửu long và một cột là cả nước và bài tập thứ hai à, cũng là bài tập vẽ biểu đồ cột à, nhưng là biểu đồ cột chồng à, với cái bảng số liệu sau đây à, đây là bảng số liệu về à, dân thành thị và dân à, nông thôn ở thành phố hồ chí minh với đơn vị là nghìn người qua một số năm À, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số thành thị và dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh qua các năm sau đó nêu nhận xét à, Như vậy là cô vừa ôn xong à, cả hai nội dung phần lý thuyết cũng như là phần à, kỹ năng à, cho các em à, chúc các em nhiều sức khỏe và chúc các em cũng học tốt, làm bài đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.